Trong thời đại trồng trọt nông nghiệp này, người ta phun phân bón trên cánh đồng là điều dễ thấy. Vậy thì bạn đã từng thấy cảnh phun khói bụi lên cánh đồng như này chưa? Họ lái máy phun bụi đi qua, và một lượng lớn bụi màu đen sẽ được phun ra từ phía sau máy và trực tiếp bám vào bề mặt cánh đồng. Đây là vào tháng riêng, loại bụi đen này được gọi là than trấu. Nó là một chất carbon hóa được hình thành bằng cách nhiệt phân và carbon hóa trấu trong môi trường kỵ khí vì nó có tính kiềm. Vì vậy nó có thể được sử dụng trong đất chua, dùng để điều chỉnh độ chua, độ kiềm của đất. Ngoài ra, than trấu còn có khả năng hấp thụ mạnh mẽ, không chỉ có thể hấp thụ độc tố và kim loại nặng mà còn ngăn ngừa sự mất mát chất dinh dưỡng. Quá trình sản xuất cũng không phức tạp, carbon hóa trấu trong môi trường kỵ khí đơn giản là xếp vỏ lúa gạo lên cây gỗ hoặc than cốc cháy với nhiệt độ cao hàng trăm độ và môi trường không oxy, sau đó vỏ lúa gạo sẽ dần chuyển thành than trấu. Trước khi trồng lúa, nông dân sẽ đổ than trấu vào máy phun bụi đặc biệt. Đến lúc đó, bạn sẽ thấy cảnh như trong phần đầu video. Sau khi hoàn thành bước này, họ sẽ không cắm từng cây lúa vào đất mà thay vào đó, họ sẽ xếp khay lúa đã được trồng sẵn và sau đó đưa chúng đến cánh đồng. Họ sẽ đặt các khay lúa lên máy trồng lúa. Đây là một loại máy trồng lúa tự động, nó sẽ di chuyển trong cánh đồng mang theo cây giống. Trục cấy phía sau của máy sẽ liên tục lấy cây giống từ khay và đưa chúng vào đất mà không cần cắm từng cây một. Mỗi lần có thể cắm 6 hàng lúa, do đó hiệu suất làm việc rất cao, chỉ trong 1 giờ có thể trồng lúa đủ cho 5 mẫu đất. Bạn nghĩ sao? Điều này có vẻ rất kỳ diệu, phải không? Máy làm cỏ này tuyệt vời đến mức nào? Khi bạn lái nó qua cánh đồng, không có cỏ dại nào còn lại, chỉ còn lại cây lúa đều đặn trên cánh đồng. Máy có thể làm sạch cỏ dại cho đến 8 hàng lúa một lúc. Sự khác biệt trước sau rất rõ rệt. Làm thế nào họ làm được điều này? Cần phải hiểu rằng việc lấy sạch cỏ dại trong đồng lúa thường rất mất công và khó khăn. Trước đây, nông dân phải thao tác bằng cách buộc một dây sắt vào một cây gỗ, sau đó kéo cây gỗ qua cánh đồng. Họ dùng dây sắt để kéo cỏ dại ra khỏi đất. Tuy nhiên, công việc này không chỉ mệt mỏi mà còn không hiệu quả và nông dân sẽ mệt trước khi xong việc. Nhưng với chiếc máy này thì khác, người sử dụng chỉ cần ngồi trên ghế, điều khiển phần cắt của máy để căn chỉnh vào khoảng cách giữa các cây lúa. Bên trong có 8 máng thu hoạch gắn bánh xe cắt, phía trước mỗi bánh cắt có 2 thiết bị xoay vào trong chịu trách nhiệm đẩy cỏ dại đã cắt ra bên ngoài. Như vậy, công việc loại bỏ cỏ dại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nông dân chỉ cần điều khiển hướng của máy là đủ, còn lại để máy làm. Khi máy đi qua, cỏ dại trên cánh đồng sẽ bị nát và quẹo lên, để lại chỉ còn lúa gạo được trồng đều đặn trong cánh đồng. Tất nhiên, để sử dụng máy loại bỏ cỏ dại, điều quan trọng là cánh đồng phải được trồng một cách đều đặn và sắp xếp gọn gàng. Vì vậy, chiếc máy trồng lúa được phát minh ra. Nó cho phép người dùng đặt các cây lúa giống trồng sẵn vào khay chữ, sau đó lái máy theo cánh đồng. Bánh xe trồng phía sau của máy sẽ tiếp tục đẩy cây lúa vào đất trong quá trình cuốn lên, cùng một lúc có thể trồng cho 6 hàng. Sử dụng phương pháp này để trồng lúa không chỉ hiệu quả mà còn đảm bảo tính đều đặn của cây lúa trong cánh đồng. Bạn nghĩ sao? Điều này rất kỳ diệu, phải không? Gặt lúa. Một chiếc máy chạy qua, lúa bị đánh đổ hết và nằm gọn gàng bên cạnh. Bạn đã thấy chiếc máy gặt lúa thư giãn và thú vị như này chưa? Nguyên tắc hoạt động rất đơn giản. Phía trước của chiếc máy là một hàng máy cắt, liên tục cắt lúa mì trên cánh đồng. Bánh tải sẽ không ngừng chuyển lúa đã cắt sang bên cạnh. Đáng chú ý là, đây không phải là điều dễ dàng nhất. Khi thêm một thiết bị đóng gói sau máy cắt, phiên bản nâng cấp của máy gặt lúa ra đời, lúa thu hoạch sẽ bị bàn tay sắt gom vào một bên. Khi đã tích lũy đủ lượng lúa, dây trên máy đóng gói sẽ bị cắt, lúa đóng gói sẽ được đẩy ra khỏi máy. Chỉ trong một thoáng chốc, lúa mì mọc trên mặt đất sẽ được thu hoạch và đóng gói. Chỉ cần 1 giờ là có thể thu hoạch được 30 mẫu đất. Hiệu suất công việc rất cao. Đây là một chiếc máy được phát minh để thu hoạch lúa trên diện tích lớn. Nếu diện tích trang trại của gia đình không lớn, thử chiếc máy thu hoạch nhỏ này cũng là một lựa chọn. Sau khi rút ngắn chiều dài đai thu hoạch, thiết kế đẩy tự động không ảnh hưởng đến tốc độ thu hoạch. Nguyên tắc hoạt động giống như máy trước đó, cũng có thể thực hiện việc thu hoạch và đóng gói tích hợp. Không chỉ có thể thu hoạch lúa mì, hiệu suất thu hoạch lúa gạo cũng rất cao. Ngoài ra, còn có một loại máy thu hoạch lúa khác, nó có thể tự hoạt động mà không cần người lái. Bạn nghĩ sao? Điều này rất kỳ diệu đúng không? Nhổ cà rốt ra, kéo từng cái mất công quá. Vậy thì kéo theo dây. Bạn đã từng thấy chiếc máy thu hoạch cà rốt như vậy chưa? Nó chạy dọc theo cây cà rốt, chỉ cần một lần đi qua, cà rốt sẽ được kéo ra một cách gọn gàng từ đất. Cuối cùng, cà rốt sẽ được làm sạch khỏi đất và cành lá, chỉ còn lại cà rốt tươi ngon. Đó chính là chiếc máy thu hoạch cà rốt tự động kỳ diệu. Nguyên tắc hoạt động rất đơn giản. Ở một bên của máy là băng tải thu hoạch, ở đầu mỗi băng tải là hai thanh xoắn ốc đặt nghiêng một góc. Chúng có thể kẹp chặt thân cà rốt và liên tục đẩy chúng về phía sau. Khi đó cà rốt sẽ được kéo ra cùng với đất. Và lý do mà cà rốt được thu hoạch sạch sẽ là vì máy không chỉ kéo cà rốt mà còn làm nhiều công việc khác. Trong quá trình kéo thân cà rốt và đẩy lên, nó sẽ trải qua một vòng xoay bằng thép để làm sạch đất bám vào cà rốt. Khi đạt đến điểm cuối của băng tải, chờ đón chúng là hai bánh cắt xoay vào bên trong. Chúng chịu trách nhiệm cắt bỏ thân cà rốt. Lúc đó, cà rốt sẽ rơi vào băng tải phía dưới và được chuyển trực tiếp đến xe thu gom ở bên cạnh. Thân cà rốt đã được cắt bỏ sẽ được tái sử dụng như phân bón và trải lại trên cánh đồng. Tùy theo diện tích cánh đồng, có sẵn các lựa chọn máy với 2 hàng hoặc 4 hàng băng tải, có thể thu hoạch 2 hàng hoặc 4 hàng cà rốt cùng một lúc. Hiệu suất làm việc rất cao, có thể thu hoạch được 60 mẫu đất trong một ngày. Bạn nghĩ sao? Điều này rất kỳ diệu phải không? Hãy xem này, quét tia lửa màu xanh này qua kim loại một lần.
kim loại không bị làm nóng hoặc bị cắt, nhưng công nhân nói rằng tuổi thọ của kim loại đã tăng thêm 60 năm. Đây là công nghệ phun hồ quang ảo diệu, nó có thể tạo ra một lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim loại, chủ yếu để tăng cường khả năng chống oxy hóa và kháng ăn mòn. Ngọn lửa màu xanh này chính là kẽm được đốt nóng bằng hồ quang. Bạn cũng có thể sử dụng đồng làm kim loại phun, khi đó ngọn lửa sẽ trở thành màu vàng tương ứng. Có thể chia hình dạng kim loại phun thành dạng bột dây và thanh. Chúng ta sẽ lấy dây làm ví dụ. Kim loại dây được đưa vào súng phun hồ quang và khi sử dụng, kim loại dây sẽ được đẩy đến vị trí vòng cung. Hồ quang nhiệt độ cao sẽ làm nóng kim loại dây ngay lập tức, sau đó khí nén sẽ biến kim loại nóng chảy thành hạt xương và phun lên bề mặt vật liệu kim loại tạo thành lớp phủ. Phương pháp này rất thích hợp cho công việc gia cố các bộ phận lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng khá rõ ràng, kim loại phun chỉ tạo ra lớp phủ dựa trên nhiệt độ tự nhiên của nó, tương tự như việc ép một lớp màng bảo vệ lên kim loại cơ bản mà không tạo ra sự kết hợp hóa học đáng kể. Trái lại, công nghệ ốp bằng tia laser lại khác biệt. Nó có khả năng làm cho kim loại thêm vào hoàn toàn hòa quyện với kim loại cơ bản của vật liệu. Khi tia laser chiếu vào bề mặt vật liệu, nó sẽ nung nóng kim loại trên bề mặt. Đồng thời, bột kim loại nóng chảy cũng sẽ được phun lên, sau đó sử dụng tia laser quét qua. Bề mặt ban đầu mịn màng của vật liệu sẽ có thêm một lớp phân mờ. Sự kết hợp hóa học của kim loại rất tốt, tuy nhiên, công nghệ này không phù hợp cho các bộ phận lớn. Bạn nghĩ sao? Điều này có vẻ rất kỳ diệu phải không? Video đến đây là hết rồi. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.